shop này là ok nhỉ. Cái này nó có pin nhá, bật phát là lên luôn. Có pin thích hợp. Cái này để quét mã học tập này, scan đúng không? Mã app học tập. Quay vòng. Cắm nó lên. À, em bóc đi, bóc là bật nguồn. Cái nút kia xoáy phát là bật nguồn luôn. Thơm chưa? Xong cái chưa cần nguồn gọi là em xoáy nút kia lên nguồn. Đấy, pin nó tích hợp sẵn rồi. Pin tích hợp sẵn rồi. Lấy giá nhạc, tóc giá nhạc. Đây là sách hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành và collect này là đánh giá đúng không? Đẹp nha, mặt bóng đẹp. Cái này nó có pin tích hợp sẵn rồi. Đó, bật lên này. Bluetooth này. Đó. Có pedal không ạ? Em kiểm tra có pedal không? Mở hết cái số nó là mặt sau của số. Có bóc không? Cây đàn không? Lấy dao em. Cắm vào đây, cho em chơi bài.